Kính chào quý vị và các bạn. Đới gió đông bắc ở mặt đất kết hợp với gió đông trên cao ở khu vực miền Trung khiến cho mây ẩm phát triển gây mưa dọc từ Quảng Trị trở vào đến Bình Thuận. Những cơn mưa rào dự báo vẫn xảy ra trong đêm nay và ngày mai ở khu vực này. Trong đó thì từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa có thể vượt 100mm. Mưa ẩm sẽ giữ nhiệt độ của các thành phố Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang không quá 26 độ, trời se lạnh. Còn Phan Thiết là 29 độ. Phía Bắc đèo Hải Vân trời rét nhẹ, thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế mức nhiệt chỉ khoảng 19 đến 22 độ. Ở Tây Nguyên ngày mai cũng nhiều mây, phía Nam khu vực gồm Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng có mưa bất chợt. Nhiệt độ của các thành phố Kon Tum, Pleiku, Gia Nghĩa là từ 26 đến 27 độ, Đà Lạt không quá 20 độ. Về áp thấp nhiệt đới, nó sẽ yếu dần thành một vùng áp thấp trên biển. Tuy nhiên, nhiều vùng biển vẫn duy trì thời tiết xấu. Quanh huyện đảo Trường Sa, cảnh báo mưa dông. Phía Tây, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Với huyện đảo Hoàng Sa, cũng có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động mạnh. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thời tiết trong các bản tin thời sự tiếp theo.